lên luôn không? Ngán gì mấy này đi, tôi mở cơm bát cho. Đậu bắp nó mấy này tới một chuyện nữa rồi. Một thằng nào nữa, nào đòi ảo đâu lên đây hết. Mày lúa bò, kêu thêm thằng nữa đi, chứ một thằng là còn ít lắm. Kêu hết lên đây. Mỗi buổi tối hàng ngày mình có live stream ở ứng dụng Nemo này. Tìm kiếm kênh Nemo của mình rất dễ. Bà con chỉ cần gõ Funny Gaming TV là được. Rất mong là bà con sẽ tải app về, rồi sau đó giúp mình xin một lượt follow nè, rồi chơi game giao lưu cùng mình mỗi buổi tối. Lịch live stream mình để trong phần mô tả các clip nha. Lâu rồi chưa quánh vị tướng Bijan. Ok, dứt Jenna. Jenna sẽ đưa chúng ta ra đảo. Hãy tin vào tin báo. Em ngay chân châu không kịp với anh luôn á, anh đọc, anh vừa phải rồi anh đọc. Em nhìn cái tên thằng Lilina đậu bắp nó muốn bập tay nó rồi, mà em nhìn cái kênh chat em còn thấy anh nữa. Anh báo quá trời anh ơi. Anh ơi. Nó tưởng em vô em ăn nè, nhưng mà thật ra anh đâu có ăn. Cái nó lủi vô, em đè bún lỗ tai nữa, thấy không? Mà anh đợi lâu quá nha. Có khi nào nó không xuống không, mà đứng trên kia nó nhìn. Nó chạy thẳng bên kia luôn kìa, hên quá. Vô ăn rồi, chứ không đứng đây em đợi chắc tới mùa đâm châu luôn đó mọi người. Trời ơi, hay quá nắc ơi. À, Superman nó sẽ xuống nó đẹp. Vô quá viên cục máu đó một cái, đứng đây chờ được không? Không cho xuống đép luôn. Cây ta à! Nó làm em giống như trò đùa của nó hay sao á, đậu bắp lên lên chặn cho nó xuống chạy đường khác mọi người. Trời ơi, tao quyết luôn. Trời ơi là trời. Sao mấy anh khứa đồng địch nếu dẫn em hết cái quê này cái tới cái quê khác ta. Quế tèo không hề nhẹ nha mọi người. Nãy giờ nhiều pha nó dẫn em đi lắm nha mọi người nha. Lằng tà lằng quằng lắm nha. Em chịu đựng hết nổi rồi đó. Về bờ nha anh em, ô in đỏ đó. Rồi cảm ơn chị. Ô in đỏ hả? Cảm ơn chị đã tin tưởng em. Để em chị ơi, mấy khứa này em bập tay nó hết. Chẳng qua nãy giờ em bập tay hụt thôi. Em bập tay chúng để đậu bắp nó bát nhảy răng cửa nó liền. Lên ép chủ trên luôn Phan. Không được, không được, không được. 4 phút rồi quên. Chủ nhà em lo chưa xong, lo chủ người ta đâu ra. Ok, nửa cây. Em nghĩ nó sẽ chạy về đây chứ nó chưa có về đâu. Phải không? Không, đó là sự suy nghĩ của em thôi mọi người. Em làm một pha quấy tèo nữa đâu. Hoài luôn. Em lấy được cái trụ này không đây?
Ủa vậy là Superman đâu? Ủa là sao ta? Mày nó đang buồn cái gì mà nó vô chơi game nè? Cái di chuyển khó hiểu lắm nha. Lên luôn không? Ngán gì mấy này? Đi, tôi mở combat cho. Đậu bắp nó mấy này tới một chuyện nữa rồi. Một thằng, nào nữa? Nào đòi ảo đâu lên đây hết. Mày lúa bò. Kêu thêm thằng nữa đi. Chứ một thằng là còn ít lắm. Kêu hết lên đây. Vô. Kêu cô ảnh lên luôn. Thứ chịu nổi, trời ơi, đúng là top 1 Vienna Caesar Tàu. Với những pha combat ta nói đi vô lòng người thật sự luôn các bạn. Ha các bạn ha. Ok ha. Uy tín nha. Gáy nữa đi con, đậu quá, con gáy nhiều vô. Con gáy là con bập tay mà con gáy hoài luôn. Con gáy miết luôn á. Gáy kiểu đậu bắp bển ai chả minh lì cho làm điều đó sao, gáy hoài luôn thiệt. Gáy chịu nổi thì sao á. Anh dậy, anh gáy nữa đi. Thôi bỏ đi cho anh ơi, bỏ đi. Nãy có thể là tuổi trẻ chưa trải sự đời á. Thấy vậy ngầu á. Biết uống lại không? Có kiểu vậy mà tại ông nói câu đó mà nói câu khác vẫn bị đập. Trời ơi. Thôi chứ. 11 giờ phía rồi tính báo ơi. Đừng hại não nhau nữa, mệt lắm tính báo ơi. Khổ thật sự. Sao ông gáy Vizetta? Cây cây cây. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người đừng có tập trung vô những pha gáy đó của em nữa. Hai thằng nó dí quýnh cái quần văng lên tê ổi. Dừa. Thôi mà anh Sơn, đừng có nhớ cái pha đó nữa. Nhớ cái lịch live stream của em đi. 8 rưỡi tối đến 12 rưỡi phía hàng ngày tại Nemo TV. Các ngày trong tuần, trừ mấy ngày nghỉ thôi. Gì đông như vậy? Khoan nè. Trời ơi. Thằng nào mà nó bước vô đây một cái thôi nha. Cái đường lính chuẩn bị vô nè. Lùi xíu eo xù. Lùi xíu. Thôi đi ba. Được rồi ba. Thôi. Được rồi. Thôi nè. Mẹ biết mẹ buồn đó. Đừng có băng chủ. Có vẻ như là nó sợ mẹ đó nha. Hợp lý nè. Tao mét mẹ tụi bay đó. Sao bảo cháu nhà nó ngoan lắm mà ta đậu bóp vô game nó tăng động dữ nè. Nó làm thấy ghê quá mọi người ơi. Đó, tín hiệu tốt đến từ vũ trụ. Hay quá mấy người anh em ơi, hay quá. Chủ đi. Cho mấy bạn ngoài người ta an tâm. Người ta vô bờ, người ta đi ăn buffet được. Chủ đi.
lộn chơi đúng không Superman? Kêu mu ra làm lại pha highlight đồ chơi. Lần này là đang đầy máu nè, chơi khô máu được đó. Giật điện đi, giật điện đi. Mu thấy em rồi. Phan, bóng ở đâu? Xa quá. Nào lên đây. Rồi yếu máu nhiều lắm nha, sắp có tốc biến nè. Sắp có tốc biến. Được nha anh em, được nha anh em. Ơ kìa, âm mưu bất thành rồi, thôi đi farm. Đính nhiều lắm. Ok la. Yếu máu kìa, yếu máu kìa. Thì đứt dách mu. Phan. Rồi xong, mu sẽ giật bóng ra. Sang sẽ dách nhiều máu nè, bắt nào vậy ta? Lựa thằng bắt mệt dữ vậy. Coi mình ra cơm bát, mình ra đại đi chứ đậu bắp mình bớt núp lại mình canh mình lý thuyết hoài luôn á. Thực hành đại đi. Mình đứng ở trong mình lý thuyết như đúng rồi vậy đó. Mình chạy ra mình thực hành cái đậu bắp thiệt chứ. Âm điểm luôn chứ không phải không điểm đâu mọi người. Thiệt luôn quá trời. Quá trời rồi luôn á thiệt. Bài đặt đồ. Bách đo đồ, đi đường sao vô đồ, chặn đầu quánh đồ. Đời trời ơi đồ, trời ơi. Giống mấy thằng gình sau lưng quá luôn á. Gán đi mấy bạn ơi. Tính báo nó báo tới rồi. Rồi tụi bay no, tụi bay với tính tịch thúi rồi. Xong rồi xong tụi bay. Xong tụi bay rồi, đậu bắp gối rồi. Nó làm một phái một thôi, phúi thiệt nha mọi người. Mấy kia chịu sao nổi. Đi hết liền. Đúng là mẫu bắp một cái một thôi. Giải tán lượng đám đông thiệt. Đến từ khứa Liliana. Quá trời luôn. Đó là tính nào chứ không phải tính báo nha mọi người. Đó là tính nào chứ không phải tính báo nha. Tính báo là em, tính báo là em. Còn tính địch thúi là tính khác nha, không phải em nha. Nó làm một cái một tay bên kia giải tán lắm luôn bà con. Ghê thiệt, nãy tưởng đặt tên vậy vẫn chơi không ai ngờ thiệt nha. Ghê thiệt. Đâu lại vào đó hả? Hình như là Phan. Rồi xong. Ok là. Dán lên bạn. Dán lên bạn ơi. Mình cố gắng mình múa lắm rồi đó. Mà mình múa không được. Nó quánh mình quá. Các bạn cố gắng lên nha. Còn thở là còn gỡ. Để mình sạc pin cái quạt cái. Máy nóng quá. Máy nóng mà còn nóng máu nó quánh được. Đợi xíu nha. Đợi xíu đợi xíu. Sạc pin cái quạt cái nóng máu quá. Ủa lộn nóng máy quá. Cay quá. Ủa lộn nực quá. Nực quá. Ok được rồi nè. Hợp lý rồi nè. Cảm ơn bạn Lý Hồng Phi nha. Cảm ơn bạn. Sao ngợp dữ ta. Lên 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 mọi người ơi. Lên nè. Em ra tới rồi nè. Thấy chắc là mình sẽ không lên cây nanh đâu. Mình sẽ lên cái này đi. Để mình hỗ trợ cho tem. Sắp có chưa? Như sống này được nè. Ok, còn cái shop cuối cùng là mình sẽ lên cái giáp hộ mệnh là đúng luôn. Chứ mình lên cây nanh nữa để làm gì? Bây giờ là mình cần một cái sự khó chịu để hả ban lên đồng địch. Hứng đam cho tem. Mọi chuyện còn lại để Liliana và Eo Xù và bạn Nắc lo. Đúng vậy. Chơi thôi.
Thằng ngu nó té địch nó chứ tụi mình rồi anh em ơi. Đúng rồi, hay quá nè, trên kia nắp đang quánh lộn nó lên luôn anh em ơi. Có vẻ như là thằng xì lấp dách nó ao ngay thật rồi. Ok, giờ không win, đi chừng nào win. Trời ơi, nó trâu. Mà Phan, team của mình mất thêm một bạn kia rồi hả? Vậy là bây giờ sẽ không đủ để combat nè. Cố lên bạn ơi. Hay. Hình, trời ơi hụt. Coi chừng nó bộc phá đó. Ao nhây không? Ao nhây, ao nhây. Ao nhây. Đúng vậy ông ơi. Lớp. Hay lắm, tin tình tôi. Đúng vậy. Lụm nó. Hay luôn rồi. Ok. Té luôn rồi. Còn đúng mèo đi xù coi. Liệu nó có làm được 3 gì không? Hay luôn. Nằm một đống luôn rồi. Chạy không kịp với lại khứa xịp đỏ bên kia. Nó gì quá. Tạc về các bạn ơi. Con tà thần này không biết là sẽ thuộc về ai đây. Em ra tới rồi nè. Dạ đu, áp lực đó ông ơi. Sốc đam vô, ông sốc đam tới một cái từ từ. Đấm một cái rồi chạy liền. Là team sống rồi. Gà 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 gà, ném gà, ném gà, ném gà, ném gà, ném. Thôi, xong rồi. Còn gì nữa đâu mà không giới sầu. Còn quần đùi nữa đâu trời. Ây da. Xin vĩnh biệt cô. Trời ơi, đen xù ơi. Hay nè. Tạc về luôn. Yeah. Tạc về các bạn ơi.